thì đau được thừa là đau âm ỉ. Âm ỉ tức là sáng nó đau tí xíu, trưa nó đau tí xíu, chiều nó cũng đau. Còn đau âm ỉ thì không đau dữ dội đâu. Đấy, thứ hai là đau liên tục, tức là sáng, trưa, chiều, tối đau liên tục. Thứ ba, đau tăng dần, cường độ tăng dần mà. Sáng đau nhẹ, trưa đau dữ dội hơn, tối đau nặng nề hơn. Đấy, cho nên là đau âm ỉ, đau liên tục và đau tăng dần. Nhưng đặc điểm chúng ta cần phải nhớ nhiều hơn đó là đau khu trú ở hố chậu phải. Đấy, ở nam giới nó chỉ có mỗi ruột thừa và manh tràng không thôi, nhưng ở nữ giới đấy thì ngoài ruột thừa và manh tràng ra, nó còn có một cơ quan nữa là cơ quan sinh dục phụ của nữ giới, chính là vòi trứng. Đấy, cho nên là ở nhiều khi ở nữ giới chẩn đoán nhầm là viêm ruột thừa nhưng mà không phải nha. Trước đây mà chưa có các cái trang thiết bị cần lâm sàng hiện đại đấy các bạn, thì chủ yếu là người ta dựa vào các triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán bệnh đấy thôi, đặc biệt là trong ngoại khoa. Và có những trường hợp cũng là nhầm lẫn đấy, tức là chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng mà cuối cùng khi mà lên mổ thì không phải viêm ruột thừa. Tôi cũng đã gặp một số trường hợp như vậy thôi, thấy không? Thời kỳ mà năm 2006-07 đấy. Đấy, nhưng thời kỳ đó là y học nước ta là kinh tế chưa phát triển, y học nó cũng chưa phát triển, trang thiết bị máy móc thì chưa có. Một cái trung tâm y tế ở phường, ở quận, huyện chỉ có mỗi máy chụp X-quang đen và một cái máy siêu âm đen trắng thôi, chưa có máy chụp CT scan hay là cộng hưởng từ như bây giờ đâu. Siêu âm 3D, 4D nó cũng chưa có. Khi ruột thừa căng sắp vỡ hoặc run chui vào ruột thừa, nếu đến muộn, tức là khi ruột thừa vỡ đấy, bình thường viêm mà đau liên tục, đau âm ỉ, đau liên tục, đau tăng dần, đau khu trú ở chỗ phải, loại này phải đưa bệnh nhân đi vào bệnh viện cấp cứu ngay. Còn khi mà ruột thừa đã vỡ ra rồi ấy, thì bây giờ nó không phải là viêm ruột thừa đơn thuần mà nó là viêm phúc mạc do vỡ ruột thừa. Ta sẽ học nó một cái bài sau nhé. Viêm phúc mạc bao giờ cũng có nguyên nhân, có thể là do thủng dạ dày, có thể là do vỡ gan, có thể là do vỡ lách, có thể là do thủng ruột, vân vân. Cho nên lúc này là đau không khu trú nữa mà đau ở vùng ổ bụng, tức là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D đều đau cả, tất cả các điểm trong ổ bụng đều đau. Đấy, đó là triệu chứng của vỡ ruột thừa dẫn đến viêm phúc mạc. Có một số trường hợp đau ở vùng thượng vị dưới mũi ức, người ta dễ chẩn đoán nhầm là đau do viêm loét dạ dày. Đấy, hoặc đau ở vùng hạ sân phải, nhiều khi là chẩn đoán là đau do bệnh về gan mật. Nhưng tức là 1-2 giờ đầu thì đau ở vùng thượng vị dưới mũi ức là trái, hoặc đau ở vùng hạ sân phải, nhưng mà càng về sau các bạn thì nó lại lan xuống từ khu vực hố chậu phải để khu trú. Đấy, cho nên là giai đoạn cuối của mà đau ấy là nó sẽ trở về hố chậu phải để khu trú. Thì loại này là thể không điển hình, chiếm một tỷ lệ rất là thấp thôi, không đáng kể nha. Đó là triệu chứng cơ năng. Ngoài ra còn rối loạn tiêu hóa, nôn hoặc buồn nôn. Nôn là thức ăn từ trong dạ dày nó đào thải ra bên ngoài, buồn nôn là do có thắt dạ dày nhưng mà không nôn được. Đấy, bí trung đại tiện, tức là bí tiểu. Đấy, bí cả trung tiền cả đại tiền nha. Khi viêm phúc mạc hoặc đại tiền phân lỏng, thì như vậy trong triệu chứng cơ năng chủ yếu là các bạn chú ý đến cái triệu chứng đau điển hình nha. Âm ỉ liên tục tăng dần, khu trú ở chỗ phải, đó là triệu chứng cơ năng điển hình. Về triệu chứng thực thể, tức là dựa vào cả cái thăm khám của người thầy thuốc thì biết được nhìn bùng xẹp, di động theo nhịp thở, sơ có phản ứng vùng hố chỗ phải. Và khi thăm khám ấn vào vùng hố chậu phải thì các cơ co lại chống tay và bác sĩ khám nó sẽ khó, không? Tức là các bạn sờ ấn vào cái vùng hố chậu phải ấy, nó đau nhói lên và nó khó. Và ấn điểm mắc bu này thì đau chói. Điểm mắc bu này là điểm giữa của gai chậu trước trên tới rốn nha, ở bên phải đấy. Tức là các bạn kẻ một đường từ gai chậu trước trên bên phải đến rốn lấy điểm chính giữa thì gọi là điểm mắc bu này. Khi chúng ta ấn vào người bệnh sẽ đau thì gọi là điểm đau chói. Thăng trực tràng, ấn vào thành bên phải cuối cùng người bệnh đau. Trong trường hợp viêm ruột thừa nằm trong tiểu khung,
tức là về mặt giải phẫu học của ruột thừa là nó bất thường nha. Thì thăm được tràng nó mới thăm vào túi cùng bên phải, túi cùng đu và la mà nó đau đấy. Còn trường hợp những cái trường hợp khác thì không phải là túi cùng đu và la mà nó là ở túi cùng khác thì nó lại sát nhau rồi nha. Về triệu chứng toàn thân, triệu chứng toàn thân thì có hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc bao gồm mệt mỏi, chán ăn, vẻ mặt nhiễm trùng, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi, sốt nhẹ từ 37,5 đến 38,5 độ. Khi sốt cao là ruột thừa đã nung mủ, căng hoặc sắp vỡ hoặc đã vỡ. Nếu đến muộn đã có viêm phúc mạc, thể trạng suy thụt nhanh, sốt cao, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, tức là môi khô, lưỡi bẩn, vẻ mặt hốc hác, hơi thở hôi, mạch nhanh, huyết áp hạ, đó là những dấu hiệu của nhiễm trùng, nhiễm độc nặng đấy. Về cận lâm sàng thì xét nghiệm công thức máu, máu chảy, máu đông, thì lưu ý một chút xíu là bạch cầu sẽ tăng cao từ 10 cho đến 15.000 nha. Bạch cầu trong 1 mm khối máu, bình thường bạch cầu này chỉ nằm trong giới hạn là 6.000 đến 10.000 thôi nha. Đấy, đối với nam giới là 10.000, đối với nữ giới là khoảng 8.000. Nhưng bây giờ cái bạch cầu này là bạch cầu đa nhân trung tính, nó tăng trên 80%. Còn lại những cái dòng bạch cầu khác các bạn, bạch cầu hạt, bạch cầu ưa acid ưa bazơ thì nó vẫn bình thường thôi. Đấy, siêu âm đường kính ruột thừa to hơn bình thường. Rồi làm xét nghiệm cận lâm sàng thì chủ yếu đây ta xét nghiệm về bạch cầu thôi nha, bạch cầu đa nhân trung tính. Về diễn biến của viêm ruột thừa cấp thì bao gồm có các trường hợp như sau. Thứ nhất là đám quánh ruột thừa, đây là trường hợp duy nhất được điều trị bằng kháng sinh cộng theo dõi. Ruột thừa bị viêm nhưng do sức đề kháng của cơ thể tốt và do dùng kháng sinh nên viêm bị dập tắt. Ruột thừa được mạc nối các quai ruột, các tạng lân cận đến bọc lại tạo thành một đám cứng ở hố chậu phải, người ta gọi là đám quánh ruột thừa. Và người bệnh thì cảm thấy là đau nhẹ thôi ở vùng hố chậu phải, cho nên gọi là cái đám quánh ruột thừa là vì lý do như vậy. Khám vùng hố chậu phải có một mảng cứng như mo cau và ranh giới không rõ, và đây là trường hợp duy nhất của viêm ruột thừa không mổ cấp cứu mà chỉ điều trị kháng sinh cộng theo dõi các bạn. Tóm lại thì thường thường đối với cái trường hợp mà đám quánh ruột thừa này thì theo dõi ít nhất là 3 hoặc 6 tháng sau khám lại. Thì nếu như mà thường thường ấy thì đám quánh này sau một thời gian cũng phải mổ các bạn nha. Tức là sau khi mà theo dõi khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng thì chúng ta sẽ đưa bệnh nhân đi mổ. Đấy. Nếu khối viêm chuyển thành áp xe hóa thì mổ, tháo mủ. Còn nếu như mà khối viêm nó tốt rồi, không có biến chứng, không có các cái hóa mủ thì là tốt, có thể là khỏi nha. Nhưng mà phần lớn là phải mổ lại, tức là phải theo dõi xong là phải mổ đấy, không phải mổ cấp cứu bình thường. Thứ hai là áp xe ruột thừa, do ruột thừa viêm mủ được bọc nối các quai ruột, các tạng lân cận dẫn đến bọc lại tạo thành ổ mủ ở hố chậu phải, người ta gọi là áp xe. Mà áp xe là gì? Là viêm mà có nung mủ, người ta gọi là áp xe ruột thừa. Khám vùng hố chậu phải, người bệnh đau có một khối mềm. Về xử trí, mổ dẫn lưu áp xe ngoài phúc mạc, tức là dẫn lưu áp xe ngoài màng bụng ấy. Nếu như mà không phải là vỡ nó ra thì dẫn lưu ở bên ngoài nha, hoặc chọc hút ổ mủ áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm. Và trường hợp thứ ba là viêm phúc mạc toàn thể, viêm này là do viêm ruột thừa mủ không được điều trị kịp thời dẫn đến là vỡ ruột thừa. Khi vỡ thì cái mủ này các bạn nó sẽ tràn vào ổ bụng, mà ổ bụng chúng ta là gì, là một cái lớp cái lá phúc mạc này các bạn này, nó bao bọc toàn bộ cái màng bụng chúng ta lại. Thì trong cái màng bụng này nó có một ít chất nhầy, chất nhầy này để cho các cái tạng ở trong ổ bụng nó không dính vào nhau, đặc biệt là ruột. Đấy, thì khi mà ruột thừa nó vỡ ra thì mủ sẽ giải phóng vào trong cái phúc mạc này và gây viêm phúc mạc. Như vậy thì viêm thì chúng ta phải mổ và xử trí cắt ruột thừa rồi
rửa lấy hết chất bẩn trong ổ bụng ra, sau đó rồi rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu trong ổ bụng ra bên ngoài. Đấy, đối với viêm phúc mạc toàn thể này nó sẽ nặng hơn, thời gian hồi phục nó sẽ lâu hơn nha. Cho nên là cái vấn đề mà điều trị chi phí nó sẽ tốn kém hơn nhiều. Thay vì đuổi mổ được thường nội soi tầm khoảng 3 ngày, 4 ngày là có thể về được rồi. Nhưng mà mổ viêm phúc mạc này có thể là mất cả 2-3 tuần sau cũng có thể mới về được. Đấy, và chi phí điều trị nó tăng lên, nguy cơ nhiễm trùng nó tăng lên rất nhiều. Thứ năm là hướng điều trị. Khi chưa chẩn đoán chắc chắn là viêm ruột thừa cấp thì thứ nhất, không dùng thuốc kháng sinh. Thứ hai, tuyệt đối không được dùng thuốc giảm đau. Tại sao như vậy? Tại vì khi dùng thuốc giảm đau, các triệu chứng đau sẽ mất hết. Mà mất thì đến lúc nào đó ruột thừa nó vỡ ra rồi thì nguy hiểm vô cùng. Đấy, cho nên mọi trường hợp đau bụng mà không rõ nguyên nhân thì tuyệt đối không được dùng thuốc giảm đau, chứ không phải mỗi viêm ruột thừa không nha, cho nên lưu ý những cái đó. Và không thụ thảo phân, tại vì thụ thảo nó sẽ làm giảm áp suất đột ngột trong ổ bụng, cho nên sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết ở trong ổ bụng. Đó là những điểm cần lưu ý. Và khi đã chẩn đoán viêm ruột thừa thì mổ càng sớm càng tốt, có nghĩa là 1-2-3 giờ sau thì chuẩn bị mổ được rồi. Đấy, càng sớm càng tốt mà, càng để lâu thì càng nguy hiểm, làm tăng nguy cơ dẫn đến là vỡ ruột thừa. Đó là về hướng xử trí của cái bài viêm ruột thừa cấp. Cảm ơn các em đã lắng nghe.